Hải xin chào cả nhà nha. Hôm nay Tân cùng anh Hoàng sẽ đi quay cái buổi cắm câu cá lóc các bạn ơi. Ở đây thì cũng cỡ 6 giờ chiều rồi. Tình dạng rồi, bữa nay mình cắm trên ruộng, cắm dưới sông luôn nha cả nhà. Này bây giờ mùa này mùa mưa rồi. Cá nó cũng lên ruộng rất là nhiều rồi. Hy vọng sẽ có nhiều chuyến lợi phẩm cho cả nhà mình xem và nhiều tình huống bất ngờ hơn ha. Bây giờ anh Hoàng em sẽ cắm câu, mình sẽ quay một khúc về cắm câu rồi chút xíu mình sẽ quay lại trở lại với phần thăm câu cho cả nhà mình xem nha. Về miền Tây mấy cái môn này rất là quen thuộc nha cả nhà. Đi chỉ đi dạo vòng ở nhà là có thể kiếm mồi. Ô, này cái hoa thanh long nữa cả nhà. Ở miền Tây nói chung là nói bình yên mà dễ sống, nhưng mà thật sự cũng phải giỏi mới được nha. Không giỏi thì khó sống lắm nha cả nhà. Cắm đi kỹ nha, bữa nay nó nhổ cần nữa nha. Bữa nay không có ổn nữa đâu. Bữa nay em có Lenin lụm đòn bậy hả? Có Lenin lụm ba đòn tầm bậy không à, bởi vậy nhổ cần không? Đi câu. Sáng không hỏi em có chương trình gì không, em nói bữa nay đi đám giỗ rồi. Có đàn đến đâu bắt làm chi, tắt mẹ đi để hao pin. Chát. Mình cắm chân chỗ cái bài em rồng nãy là có thể dính. Nó cá bự á, em thấy cái bài nó bự lắm á. Tiếp tục hành trình các bạn ơi. Đây nãy cũng có một cái trận mưa, sau cơn mưa thì hy vọng cá nó sung sung rồi nó sẽ ăn mồi. Bữa nay mấy anh em cắm mồi dế các bạn ơi. Hồi đi có nhái bắt nhái móc luôn. Có bắt. Móc trước cắm chết không? Không chết. Dế nhỏ này dế tiễn không, dế bự bự không? Cái này là trước cũng mắc cần nữa không? Dính à? Dính à? Rồi dính cá bự lắm á. Chụp các bạn. Hôm nay thì cũng mưa gió quá cho nên mấy anh em không có đi quay clip nhiều. Nhưng mà cũng cố gắng lên clip đều cho cả nhà mình xem. Còn cả nhà mình nhớ ủng hộ mấy anh em mạnh mạnh nha. Hôm nay ai cũng kẹt công việc với mưa gió quá trời. Đây, dế móc lưng các bạn ơi. Này kiếm cá. Cá dạ cho vợ nhờ. Phải giúp em đâu. Ấy không. Chỗ này ai thấy cái đống dao này xuống thì sao cắm? Bỏ đi. Bữa nay anh em cắm cũng cỡ 40 cần. 40 bốn mấy cần. Tại đã khởm thì 50 cần cũng mất rất là nhiều rồi các bạn. Cắm mắc cần không ha, thấy ham ha. Hổm con gắn bắt đây là gì? Hổm mấy anh em bắt sảy gắn này các bạn. Mày cấm khi nào con gắn ăn luôn ta. Lụm luôn. Trong những cái phần đi cắm câu như thế này cũng có nhiều cái phần chứ bằng là rất là bất ngờ, nhiều điều bất ngờ xảy ra trong cái hành trình đó các nhà. Nhiều lúc mình cắm chưa rồi cần nó dính tùm lum hết. Bắt cho heo nhái nha. Nhái này hơi bự. Nhái nhỏ nhỏ, đừng bắt nhái bự. Nhái này ăn được. Ủa nhái nó ăn được. Nhái này bắt nấu cháo luôn. Nhái này các bạn. Trời bá. Đụng nó chạy. Trong đó nó chụp vô liếm rồi nữa.
Đây cũng tóm được một em nhái các bạn ơi, móc nhái. Móc nhái cắm câu. Cắm câu mồi nhái nha cả nhà. Nhái thì nói chung là nó hoạt động mạnh cho nên là nó dễ dính hơn. Tiếp tục hành trình các bạn. Nhái nó vừa rồi. Nhái lên hỏi. Xíu à. Ừ. Kiếm hồi luôn. Móc luôn. Nhái luôn, móc luôn. Nẻm nữa đó hả? Vẫn còn phải không? Sử này cho. Kiếm cái bầy đó coi nó ngủ ở đâu cầm. Ở đây không có dính cá chê nè ha. Trong này nè. Cắm lại chỗ sâu sâu á cho nhái nó. Ừ. Cắm kiếm chỗ. Cắm ngay đó đó. Hả? Cầm đi, cầm cái đó để nó ngủ rồi đó. Không thấy cá mẹ. Cầm sâu sâu nha, nhỏ cận nha. Này, hy vọng ở đây sẽ dính con cá bự ở đây. Ở đây hay. Này, phát hiện ổ cá này luôn nha các bạn ơi. Anh này sẽ cắm. Cắm đại vô đó luôn ha, cá nằm đó. Cắm vô trong. Nó có đường ra nè. Biết rồi, nhưng mà mình cắm vô đó nó tối nó một cây hồi mình cắm ngoài ngoài ruộng đi, nhưng một cây mình cắm trong mỏ rồi. Cắm sát bờ chỗ giờ ha. Cá này nhỏ nha. Cá này bự á. Bà ổ hết biết rồi. Phát hiện cá quẹo các bạn. Cắm nè. Nhẹo gì thấy nhẹo gì. Cầm vô cái bờ của he đứng mới cứng. Đúng không? Rồi các bạn ơi. Ok. Rồi cắm một cái ngoài nha. Ừ. Lúc nó ra vô á. Rồi cắm câu ngay mấy cái đường nước này là hay trúng lắm nha các bạn. Đường nước cá nó ra vô thôi nha. Đây tiếp tục cắm câu vô cái đường nước nữa các bạn ơi. Mấy chỗ đường nước vô ra cá ưa ở lắm. Đợt trước mấy anh em cũng cắm dính ở đây mấy lần. Nếu này còn con nào sót không? Hy vọng sẽ có em nào đang tung tăng trên trời. Nè. Có nghe tiếng táp ở trước đó, không biết có dính hay không rồi. Có, nghe cái bột ở đâu đó. Này, con cóc siêu to khổng lồ. Vài bữa nữa mấy anh em sẽ cần tới. Hai chào cả nhà nha. Bây giờ để tránh mất thời gian của cả nhà thì bây giờ Tân sẽ ngưng cái phần cắm câu ở đây. Chuyển qua cái phần thăm câu cho cả nhà mình xem, đỡ mất thời gian nha. Các bạn xem tiếp cái phần thăm câu nha. Chút xíu có lỡ có về, có dính gì đó thì mình sẽ quay tiếp cho cả nhà mình xem luôn. Nhiều lúc chưa tới thăm câu nữa là nó dính tùm lum ha. Dính con các bạn ơi. Nhỏ cần vậy luôn. À. Cắm lại nữa không? Cắm lại luôn. Hôm nay được cá vậy? Được. Mình còn cá. Căng bị, nó căng bị nó. Không ông nó không chạy. Không nó bay bu hoài dính con đầu tiên các bạn. Trời ơi. Đây dính một con đầu tiên các bạn. Cái lóc đầu tiên. Không quá trời mình không có quay được. Nó bu hoài. Đây tiếp tục các bạn. Đây dính con đầu tiên luôn. Con dắt. Đây giới thiệu con cá mà ông ẩm nó có bu hoài các bạn. Giờ hai anh em đi dài dài. Bởi vì nó chưa có hết cần, cắm chưa hết cần nó dính cá nè các bạn.
nay không có đem đồ đựng theo luôn. Mới vô cũng có lý rồi, còn còn trước thì tính tính có nhớt cái đi. Có nhớt cái được. Vậy? Nữa. Tôi tưởng đâu nhái nhảy thôi chung chứ. Cái lóc. Ồ lóc nhỏ xíu vậy. Dính cái lóc tận à. Hai con. Im. Cắm lại không? Cắm lại đi. Có lý. Tính không bắt. Nhảy bắt mà luôn. À, hôm nay nó cắm trên ruộng chúng. Cá giờ lên trên ruộng nha các bạn. Rồi mình về mình cắm ruộng mình mấy cây cuối cùng đi. Nó coi chừng dính nhiều á. Kia nó có lúa. Anh không tính nhái nó nhảy không à? Em thấy hồi nãy xa anh thấy nhái nhảy tại cái con cá nó nhỏ nhỏ quá. Mà nãy đây em cắm con dế. Ừ. Em. Cầm em gãi cái. Hết tay gãi. Còn hông quá các bạn ơi. Đây giờ tiếp tục các bạn. Giờ anh em đi đang trên đường về các bạn ơi, mới cắm xong rồi, chưa hết cần, tính chừa mấy cần này đang về cắm ở ruộng nhà. Cắm cái xong nhất không? Nãy đây có hai cần rồi, để mình coi. Không có động tĩnh nữa các bạn. Để đây anh coi mấy cái. Giờ hai anh em tiếp tục về các bạn ơi. Nào trên đường có dính cá tiếp mình sẽ quay tiếp cho cả nhà mình xem nha. Tránh mất thời gian nha. Dính nữa các bạn ơi, tiếp tục. Trên đường về nha các bạn. Thử không? Chơi hả? Nó cần lắm luôn. Này bữa nào có cái giọt. Ụt chơi bự à. Chơi cả lá luôn rồi. Lên thẳng. Vô rồi. Ba còn thứ ba. Về gần tới nhà rồi lên đi rồi thấy sao. Ủa cái chày bự dưới à, lấy hết biết luôn chày. Đây tiếp tục. Ủa vô nha, giờ tới nhà dính cá nữa. Đem cầm cho vô coi mấy cần cái đi. Còn nó ở đây không à? Ừ. Nãy trong này có không? Trong này nãy con cần mà. Trong đó nãy đâu có. Vậy tiếp tục dính nữa các bạn ơi, là trúng rồi thấy không, em nói ngay ngày quay bốn chú rồi. Em quá đã, có lý thấy chưa, nay đủ đi câu cắm câu đi mấy kia mệt chết luôn, này đi xíu về chưa, giờ tới nhà nó dính bốn cá các bạn, ngon lành không. Vậy này bác Khang rồi. Mệt nữa rồi. Chơi trà vá luôn. Quá đã. Mới vô tới nhà mới cắm hết cần luôn các bạn. Như đây hồi mình về mình làm nồi cháo sơ. Cháo sơ. Hai lần ăn hai cái lóc nhỏ vừa rồi. Nấu lần nào cũng dư nửa nồi bỏ không. Ê bỏ dính nữa kìa. Cần này cắm trong điện các bạn. Để đây đi. Để đây đi. Nó lôi cần sao nổi. Rồi ra mắt thôi chứ có gì đâu sợ. Vậy những cái gô của ta thấy nhẹ 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 vậy. Cái gô thiệt. Em thấy nhẹ nhẹ hiều. Ôi cái gô kìa. Cái xíu. Đừng ai nói móc cái gô kìa. Móc cái gô không ai móc một cái gô lắm. Gồ lỡ thả ra đi, không đè mà. Dàn cơm tre kiếm nấu cháo đó mà dính cá lớn. Ta cắm vô giờ hết nè, có nấu cháo chắc rồi. Cháo hết. Ừ. Ồ, vô thầm cái gồ tự nhiên ba bốn cá mà này nhảy địa là gạo không. Anh xui. Ôi. Gạo không. Mới đi cắm chưa vậy cho dính bốn con. Đây. Thành quả của mấy anh em mới đi cắm không dính nhiều này các bạn. Bốn con. Đây, mới có đi cắm chút xíu à, chưa đi thăm quay lại là nó dính coi nè. Về dài đường về nó dính. Lia lịa luôn. Rồi đâu cá tre dính có lưỡi vàng hay vậy? Lưỡi nó màu vàng. Trắng. Trắng. Dạ.
Ủa nó xe dây vô kìa. Bốn con im ha, ngon lành này, có mồi. Chạy cầm cho nó cho chắc chứ. Cái chè mọc ha, chè này nấu chua hết sảy, chua rau muống. Em thì chứ em phải cái chè mà nhà em không ăn ấy. Chè ăn cũng béo. Béo ngon, tính ra ăn ngon cá lóc à. Em. Hãy xin chào cả nhà nha, bây giờ mấy anh em sẽ đi thăm cá tiếp tục các bạn ơi. Giờ này cũng 9 giờ, giờ đi thăm cá, các bạn xem tiếp video nha. Nãy thì chưa đi thăm, rồi cũng dính được 4 con. Các bạn xem tiếp, xíu nấu cháo luôn. Hãy xin chào cả nhà nha, bây giờ hai anh em lên đường. Đó, giờ đi vừa bắt nhái luôn, đang cắm lại, móc lại, sáng thăm. Móc mồi lần đấy. Lần thăm này sẽ có được chiến lợi phẩm cho cả nhà mình xem nha. Bữa nay thấy khả quan nha cả nhà. Sau cái cơn mưa mấy anh em cắm câu có hiệu quả. Gì? Vô hả? Có không? Ở đây hết mỏi rồi. Ở đây nay cắm còn cần mà không? Như thanh long trái nhóc chứ. Bên này không là bốn trái. Bên này không là bốn trái, đây nè. Ui. Ba trái luôn. Cái giác là nhóc luôn nè. Nhóc heo nè. Này thì nói chung là lực lượng hơi mỏng anh em thôi. Nhưng mà hy vọng cả nhà mình xem clip vui là chính nha. Nhái bự thế. Nhái này để dưỡng chơi này luôn. Chơi luôn hả? Để dưỡng cho nữa anh bắt nó cháo. Rồi anh khoai về cho ông đi chụp nhái. Theo mấy bài lắm. Nhái lìa lìa luôn ha. Sẵn bắt được bắt luôn. Tốc độ bàn thờ. Bắt luôn. Để anh có nấu cháo luôn. Ủa nhái chà bá. Bắt luôn, bắt đủ nấu cháo luôn ạ. Bắt đủ nấu cháo luôn. Nói bự bự không dám bắt luôn. Cái cần này nãy mình dính cá chê phải không ta? Cái này nãy dính cá lóc, nhổ vô luôn rồi. Cá chê nó dính đâu quên trời. Đằng này. Nhìn này cũng đúng bánh mà kêu tưng tưng rồi nha. Mà cũng đúng mà sao nó kia tối luôn ta. Còn này nãy dính cái chè phải không? Thì bên kia. Còn này nãy dính cái chè nè. Dính đâu? Chưa. Có không? Vậy. Lọt xong nữa vậy. Lấy cây. Nè nắm tay nè. Trời ơi, tập nào cũng lọt xong chỗ này vậy trời. Tướng vậy đó mà nắm cái cây một được. Đầu cứng. Nghe úi. Đang bắt nhái con lọt xong. Đầu nó cứng. Cứng này hơn nữa, trọng lượng quá nặng, cả 100 kg. Thứ gì chịu nổi. Bữa nay mình lụm nhái không cũng đủ cháo, nấu cháo. Nhái này nhầm người ta làm, ta đâu có lọc da đâu ha. Nhái nó đâu có nhớt đâu. Kho tiêu rồi kho nó cũng sắt lại. Mày nhái bự cho bá luôn, muốn bỏ trời. Bắt đại đi. Em phải ăn nhái mà ở nhà em không ai ăn nữa. Chê xương. Xương dọn nó đâu có cứng đâu. Ở nhà chê mẹ. Mày có cần không? Xin ru. Vừa đi bắt nhái mà vừa ấy luôn. Mình chơi nhái chứ không chơi dế nha. Nhái đi dễ luôn ha. Xuống nó hơi chua. Đã tới tay.
Trời 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 trời. Hộp hộp. Đây nè. Trời ơi, chặt con kìa. Đó. Này mày chạy giùm tao đi mày. Nè chà bá luôn nè. Nhái này sợ sình không dám nhảy xuống xuống ruộng. Đùng. Nguyễn Văn chim cú. Ờ. Ừ. Dính rồi tao ơi. Dính không? Dính rồi, dễ mất tiêu cần luôn vậy. Ê, ngập cần rồi các bạn ơi. Để tướng ngập cho. Để tướng này. Ngập cần rồi. À, kéo lục bình vô trước nha, dướng dây ngoài hay gì kìa. Kéo. Vỗ gì vậy? Chết hay chết chân nhái lên trời. Nổi. Ngập cần luôn. Uổng thiệt, nó tính đâu nó dính nè. Nó gạch ở dưới đó. Gạch sát dưới luôn. Gạch sát luôn rồi gọi gì nữa. Cá này bự, nó nhỏ. Ở lên dính nhái đậm lại đồ bệnh để nhái nhảy lên đó đâu luôn sổng con cá các bạn ơi, ổn quá nó ngập cá luôn. Nó táp đó. Đây, quay lại chỗ này để coi có dính không nè. Cận đây đâu. Mát mồi luôn hả? Ở đây coi có tương lai không. Nãy cắm hai cận này, ô hai cận không động đậy luôn rồi. Sắc thu. Coi bảy hay còn không biết. Ô cái bảy nó dậy tới đây hả ơi. Tới đây nè. Không thấy cá mẹ ta. Cá mẹ nó cắt cái miệng địa chứ. Ừ. Đó, dính cá không hay trời. Nè, dính cá nữa. Trời trời, nãy giờ không dậy. Đó trời. Hay nhìn nó tẻ hai mày. Ủa con cá nó mất tiêu rồi. Không, cá này không phải nó đâu. Hả? Như chừng cá đực á. Những cá đực á. Cá nhỏ. Cái bầy này dữ lắm mà cá bự lắm á. Cá này cá đực. Đó không? Đực chắc luôn á. Ừ, cá nhỏ xíu à. Cá không phải đâu. Đây, con cá đầu tiên chuyến đi thăm. Ôi trời. Hú hồn luôn. Dính cá mà người ta không hay. Nhỏ không thấy nó không có dãy không. Rồi em sẽ cắm lại các bạn. Ôi, cá lóc. Còn thứ năm. Nè trúng cá. Đây bên em sẽ tiếp tục các bạn ơi. Cũng im. Rồi đứng luôn rồi tăng đứng đến đây. Nó cày trống, im không? Cái trống pha thử rồi. Không dính. Không dính nè. Chào cả nhà nha. Bây giờ sự cố các bạn ơi. Giờ cháu Bằng bị té xe thì bây giờ mấy anh em sẽ kết thúc clip tại đây để ra ngoài coi cháu Bằng như thế nào. Giờ mình chắc có lẽ kết thúc clip tại đây luôn các bạn ơi. Sự cố rồi, mới thăm có mấy cần rồi. Nhớ bye bye cả nhà nha, hẹn lại cả nhà trên kênh Ngắn Năm TV trong những clip mới nha. Giờ anh em về luôn các bạn ơi. Thật đáng tiếc các bạn ơi, mình không có thể nào quay tiếp cho cả nhà mình xem. Bây giờ hai anh em về.